Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Clip ngày hôm nay là mới clip tri ân anh em Thọ Nguyễn, một trong những anh em hội viên lâu năm trên kênh. Và ngày hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm anh em Thọ Nguyễn đăng ký hội viên ở trên kênh. Ngày này 1 năm trước chính là cái ngày mà anh em Thọ Nguyễn đã đăng ký hội viên trên kênh tôi. Và tôi xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn đã ủng hộ kênh về mặt tài chính trong suốt 1 năm vừa qua. Rất là cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và tôi rất hy vọng là anh em Thọ Nguyễn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh trong cái thời gian sắp tới anh em nhá. Và anh em Thọ Nguyễn có mong muốn là trong cái dịp video kỷ niệm 1 năm thì tôi sẽ làm cái bộ 9 Assassin, một trong những cái bộ mà có thể nói là rất hot bây giờ. Ok nhá, chúng ta sẽ bắt đầu cái bộ 9 Assassin trong cái clip ngày hôm nay. Rồi, đây rồi, thị vệ thường ngày đây rồi. Có Assassin thì cứ mua thôi anh em. Assassin thì chơi thì nó cũng dễ thôi. Cứ có Assassin thì chúng ta mua Assassin. Nó giống như là chơi cái bộ Warrior, nó rất là dễ chơi. Cứ có Assassin thì chúng ta mua vào thôi. Đấy, đặc biệt là những cái con đầu game có thể gánh được đam giai đoạn đầu game, làm co giai đoạn đầu, ví dụ con ốc. Con ốc chắc là tôi nghĩ là con ốc là khỏe nhất ở trong cái giai đoạn đầu game rồi. Trước con ốc lên 2 sao thì nó sẽ là con Skybreaker. Đấy, Skybreaker có thể làm co được. À, không phải Skybreaker, Soulbreaker. Đấy, Soulbreaker là một cái con 1 tiền rất khỏe. Ui, có ốc rồi này. Đấy, ốc là có thể kẹp vào với bộ Assassin giai đoạn đầu game rất khỏe. Đấy là một cái cách xây dựng thông thường. Còn trong cái trận đấu này tôi sẽ hướng dẫn anh em xây dựng theo một cái cách khác anh em nhá. Tôi sẽ không chơi con ốc giai đoạn đầu game. Đấy, và cũng không phải là cứ mua Assassin vào để chúng ta có thể xây dựng cái bộ 9 Assassin nha anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi theo một cái lối chơi kiểu khác. Đấy, mà một cái cách chơi mà nó gọi là sau một cái quá trình mà tôi chơi và tôi đúc kết được cái kinh nghiệm chơi ấy, của một cái người ở mức rank queen thì tôi chia sẻ với anh em. Đấy, là chơi như nào để cho nó gọi là perfect nhất giai đoạn đầu game. Đấy, nhưng mà tất nhiên là cái kiểu chơi của tôi thì nó cũng hơi khó với cả các anh em mới chơi. Nhưng mà với các anh em mà cần phải nâng cao ấy, cái trình độ nó rơi vào tầm khoảng kinh rồi ấy, kinh queen rồi ấy, thì tôi nghĩ là nếu mà anh em chưa biết cái cách xây dựng bộ 9 Assassin theo kiểu này thì anh em có thể tham khảo. Đấy, chơi theo kiểu của tôi cũng rất ok. Rồi, nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ không đi từ những cái con Assassin. Đấy, như cái đầu game mà tôi có chia sẻ cho anh em là chơi Assassin là chúng ta sẽ mua những cái con Assassin, đúng không? Rất đơn giản, chỉ cần mua con Assassin đủ 9 Assassin thôi. Nhưng mà với tôi thì tôi sẽ chơi kiểu khác nha anh em nhá. Đây, và tôi sẽ bắt đầu đi lên từ cái bộ là tôi, anh em thấy là tôi sẽ mua Hunter. Đấy, thì tôi sẽ đi từ Hunter kẹp với đỏ giai đoạn đầu game, rất khỏe. Đấy, anh em sẽ theo dõi cái cách xây dựng này. Và anh em có thể là tôi nghĩ là sẽ có các anh em mà đã biết cái cách xây dựng này rồi. Đấy, còn các anh em nào chưa biết thì anh em có thể tham khảo nhá. Còn cái cách này nó là một cái cách mà chơi rất an toàn giai đoạn đầu game. Chúng ta không cần phải là mua Assassin giai đoạn đầu game nhá. Không cần mua Assassin giai đoạn đầu game đâu. Đấy, có đây có hai con ốc rồi đấy, nhưng mà kệ thôi nhá. Chúng ta sẽ đi lên từ Hunter, nó khỏe hơn giai đoạn đầu game. Rồi, up cấp. Ok. Đỏ ấy mà kẹp được với 6 Hunter ở cái giai đoạn mà tầm khoảng round 10 đến round 15 ấy thì nó sẽ rất mạnh. Đấy, nó mạnh hơn cái bọn Assassin. Assassin thì 6 Assassin ở level 7 kẹp với con gấu đúng không? Chơi kiểu đấy. Thì đấy nó cũng là một kiểu, tuy nhiên là cái kiểu đấy thì nó phụ thuộc quá nhiều vào cái con ốc 2, con ốc 2 sao. Và nếu mà anh em có đủ cái bộ đấy mà anh em đánh với 6 Hunter, chưa chắc anh em đã ăn được bộ 6 Hunter đầu game đâu. Đấy, 6 Hunter đầu game là nó rất khỏe nhá. Rồi. Tôi cũng mới chỉ có con thỏ 2 thôi, nhưng mà tôi chưa có cái bộ Hunter ở đây. Tất nhiên là bây giờ con thỏ 2 thì nó cũng có một cái lượng đam lớn đấy, bởi vì là tôi đã ghép săn cái bố set rồi, một cái món đồ mà để đánh chuỗi thắng giai đoạn đầu game. Đây rồi, chúng ta đã có bộ Hunter đây rồi. Ok. Hunter đỏ rồi, tuyệt vời. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ có rất là dễ dàng để kẹp được Hunter, Eagle Seed và đỏ. Cái con thỏ nó lên 2 sao rồi nên là chúng ta không cần mua nữa. Chúng ta tắt ở trong cái bảng này đi nha anh em nhá. Cửa hàng tướng ấy là chúng ta chỉ cần con thỏ 2 sao thôi. Đấy, có rồi thì tắt đi để bớt đi những cái con thỏ nó hiện ra. Chúng ta sẽ có thêm slot cho những cái con khác, những cái con Hunter khác. Đấy, nó chính xác là những cái con Hunter khác. Rồi.
Giai đoạn đầu game nói chung ấy là anh em chỉ cần có 3 Hunter, 2 đỏ thôi. Kẹp thêm 2 Aegis Seed như này là nó là gọi là tuyệt vời, perfect rồi. Ok. Còn nếu như mà giả sử anh em có cái con rồng Aegis Seed ấy, cái con rồng Aegis Seed Hunter ấy thì nó càng mạnh nữa cơ. Đó, có thêm tăng cơ phía trên. Đấy. Và nó sẽ rất dễ để có thể form được cái bộ 6 Hunter, 2 Aegis Seed. 2 Aegis Seed, 6 Hunter, 2 đỏ. Đấy, rất khỏe. Rồi. Nói chung là cái tầm này thì bây giờ tôi thấy là với cái đội hình như này thì có thể là chơi được với khá khá những cái đội hình đang có ở trên cái bàn cờ trong cái thời điểm hiện tại. Có một thằng là nó ra là con già được cơ. Em gì ơi gặp rồi. Em gì ơi gặp vừa nãy rồi, may quá, ra là con già rồi. Rồi, không sao anh em ạ. Nói chung là may quá gặp rồi, thế là bây giờ tôi có thể thoải mái rồi. Những cái thằng phía dưới chưa có thằng nào có sức mạnh đội hình nó có thể hơn được cái đội hình đang có của tôi. Ok, rất ổn áp. Còn mấy cái thằng Goblin này thì thực ra thì không lo lắm. Goblin thì nó phải có 2 sao đầu game cơ. Goblin mà 1 sao thì chắc chắn là sẽ phải đánh chuỗi thua. Không bao giờ có thể đánh chuỗi thắng được. Đấy, phải thắng thì mới có công nghệ mech, nhưng mà không thể thắng được với những cái con Goblin 1 sao. Để so với cả những cái con Hunter đầu game. Bởi cái bọn Goblin nó không có đam. Rồi. Có lên up cấp không nhỉ? Up cấp cho cái con Skull Hunter vào với con mèo này là ngon này anh em ạ. Up cấp lên cho hai con Skull Hunter vào. Ok, chấp nhận là thọt tiền một chút, nhưng mà chúng ta sẽ có hai con Skull Hunter giai đoạn đầu game. Con Skull Hunter ấy, mỗi con lại đẻ ra thêm một con quái nữa. Vậy là tổng cộng ở trên bàn cờ ấy, chúng ta sẽ có là 9 con. Đấy, rất khỏe nhá. Skull Hunter mà kẹp mèo khỏe lắm. 9 con ở trên bàn cờ. Này Goblin có 2 sao rồi này. Đấy, nhưng mà vẫn chưa có đam. Bởi vì làm sao? Bởi vì là Goblin thì nó phải có cái con Heaven Bomber cơ, lên 2 sao cơ, hoặc là Sky Breaker cơ. À, sao Breaker đấy, cứ nhầm. Nhầm con sao Breaker. Đây rồi. Ok. Chúng ta cho cái búa xét cho con cung đen nha anh em nhé. Cung đen thì nó sẽ bắn nó nhanh hơn. Bắn nhanh hơn con thỏ và nó cũng khỏe hơn. Nó được cộng đam, nó được cộng tốc đánh giai đoạn đầu game. Bây giờ con cung đen này nói chung là nó 2 tiền, nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng phải giống như là 4 tiền ấy. Nó khỏe lắm. Đấy. Cái con này là thực ra là nếu mà chơi 6 Hunter mà có cái con cung đen 2 sao ấy, mà đánh với cả cái bot Assassin ấy, thằng này khỏe này, nhưng mà nó chưa có tăng cơ. Cung đen 2 sao mà đánh với cái bọn Assassin mà 6 Assassin có ốc 2 ấy, thì cái con cung đen này nó bắn rồi con ốc chết thì thôi. Khỏe lắm anh em ạ. Đây rồi. Thiếu một con nữa thôi. Thiếu một con Hunter nữa thôi anh em ạ. Một con Hunter nữa tôi đủ bộ rồi. Ok. Tròn tiền luôn, 20 tiền này. Hy vọng là round sau ra lốt cái con Hunter còn lại, chúng ta sẽ có 6 Hunter. Nếu mà 6 Hunter ấy mà nó là cái con rồng Aegis Seed ấy nhá, thì nếu mà nó ra rồng Aegis Seed ấy thì chắc chắn là cái chuỗi này nó sẽ phải kéo dài round 20. Không nói nhiều anh em ạ. Đấy, thôi rồi, để tôi tính xem là cái round tiếp theo gặp thằng nào đây. Ồ. À, hay quá anh em ơi. Đúng rồi. Round tiếp theo là chúng ta sẽ gặp cái thằng Hàn Quốc đang eco anh em ạ. Thế thì không phải làm gì cả. Mới level 5 thôi. Hay quá, Skull Hunter lên được 2 sao này. Round này không phải làm gì cả, đứng im thôi. Ok. Lấy luôn cái hút máu đi. Round này chúng ta sẽ gặp cái thằng Echo, chính vì thế là thôi, không làm gì cả anh em ạ, cứ để đây thôi. Round sau thì up cấp lên 7. Round này cứ tạm thời như này đã anh em nhé. Đấy. Rồi. Anh em thấy là chơi Hunter là rất khỏe dọn đầu game đúng không? Nếu mà anh em chơi tiếp ý, thì anh em anh em như này là thường là chúng ta sẽ
chuyển sang là chơi Aegis Seed Hunter nó cũng rất khỏe, hoặc là chơi 9 Hunter, chơi 9 Hunter cũng rất khỏe. Đấy, mà tôi thì tôi sẽ dần dần tôi sẽ chuyển sang Assassin nha anh em nhá, sẽ chuyển sang Assassin dần thôi. Nhưng mà nó sẽ là giai đoạn sau, giai đoạn đầu chúng ta cứ có cái chuỗi mạnh đã. Có một cái chuỗi nó dài và chúng ta có một cái lượng tiền nó thoải mái. Đấy, lượng máu nó nhiều. Chúng ta chuyển rất dễ giai đoạn cuối game. Không cần thiết là phải là mua những cái con Assassin cái giai đoạn này đâu anh em ạ, cứ từ từ đã. Assassin tí nữa mua, tí nữa tìm, không sao hết. Rồi. Thậm chí là chúng ta có thể chuyển một phát nữa xong rồi mới chuyển sang Assassin cơ. Đấy, còn chuyển như nào thì có thể là tí nữa tôi sẽ thử coi như là trình bày cho anh em xem nhá. Đấy, chúng ta sẽ chuyển thêm một cái phát nữa. Chưa chắc đã là chuyển từ Hunter xong rồi sang luôn Assassin đâu. Đấy, chúng ta sẽ có phải một vài bước đệm ở cái phần giữa game, làm nào cho nó chuyển nó luột là nó không bị mất quá nhiều máu. Đấy. Chứ không phải là oạch một phát bán tất cả các con Hunter đi xong rồi chuyển sang Assassin thì tôi nói thật với anh em là như thế thì chết, như thế toang. Đấy, chuyển như nào nó chậm mà nó từ từ, nhưng mà nó lại có những cái chuyển nó mềm mại, nó làm cho chúng ta có khi là nó lại còn mạnh cơ. Nó lại còn không những là không mất máu, không những là tụt máu mà chúng ta chuyển chúng ta lại mạnh lên. Đấy, chúng ta có những cái bước chuyển ở giữa chúng ta mạnh hơn bằng những cái đội hình ở giữa game. Đấy, nếu mà anh em xem tôi nhiều thì anh em cũng biết là tôi thì thường là tôi sẽ phân ra là ba cái đội hình. Ở trong một con game nó có ba cái đội hình, ở giai đoạn đầu game, giai đoạn giữa game và giai đoạn cuối game. Mỗi giai đoạn nó sẽ có những cái đội hình khác nhau. Đấy, chúng ta sẽ chơi những cái đội hình khác nhau ở từng giai đoạn. Đấy, nhưng mà làm nào để những cái đội hình đó nó sẽ từng giai đoạn nó sẽ mạnh. Đấy, sau đó thì chúng ta form được cái đội hình cuối game là những cái đội hình cuối cùng. Chúng ta chốt để chúng ta chơi với đối thủ cuối cùng nhá. Nó gọi là solo 1v1 bằng cái đội hình cuối game. Rồi. Hiện tại thì tôi vẫn trên cái quá trình mà tôi 6 Hunter thôi anh em ạ. Mà cái tầm này tôi nghĩ là tôi vẫn đang rất khỏe ở đây. Tôi đang có hai con đỏ khá trâu ở phía trên. Và nếu mà nói về cái chất tường ấy thì tôi đang có là khá là nhiều 2 sao. Ở đây nó 5 con. Chính vì thế là tôi vẫn chưa up đây anh em ạ. Tôi chưa up cấp. Bởi vì là nếu mà up cấp ấy, thực ra thêm một con súng thì nó cái sức mạnh đội hình nó cũng không hơn. Đấy, nó không hơn nhiều. Trừ khi là bây giờ ra 6 Hunter ấy, thì tôi có up cấp lên 7 luôn. Còn nếu mà không ra 6 Hunter thì tôi vẫn cứ để này thôi. Thua thì thôi, thua thì tôi vẫn đang có là 50 tiền mà. Đấy, nên cái vấn đề bây giờ thua ấy, không quan trọng. Đấy, quan trọng ấy là chúng ta có cái gì? Là chúng ta có lượng tiền để chúng ta tí nữa chúng ta chuyển bài. Rồi, ok. Grim Chalk này, ok nhá. Lấy con Grim Chalk này. Grim Chalk là có thể combo được với cả con thỏ. Có thể combo được với con thỏ. Ngoài con thỏ ra là có thể combo được với cả ảo ảnh đấy. Ok, lấy luôn. Tôi nghĩ là cái chuỗi này tôi còn sẽ giữ được rất lâu. Nó sẽ còn rất lâu đấy, chứ nó cũng không mất nhanh đâu anh em ạ. Lên level 8 là chúng ta sẽ kẹp vào là tôi nghĩ nó sẽ là cố gắng là 6 Hunter. Chúng ta lên dần 8 rồi ta kiếm 6 Hunter cho vào đó. Nhưng mà nếu mà có con Grim này thì nó cũng rất mạnh nhá. Nếu mà có một cái combo đẹp giữa cái con súng, con thỏ và con Grim. Ấy, anh em thấy không? Con ảo ảnh nó có một cái pha mà combo đẹp với con ảo ảnh nó có thể stun tất cả đội hình luôn. Rất khỏe. Đây rồi, 6 Hunter đây rồi anh em ơi. Đủ bộ nhá. Lên luôn. Lên 8. Rồi, rất thay. Đội hình rất mạnh em ạ. Yên tâm, rất yên tâm luôn. Với một cái đội hình 6 Hunter mà nó như này thì tôi nghĩ là sau round 21 thì tôi mới có thể là bị mất chuỗi thôi. Còn cái tầm này khó lắm, không có nhà nào ăn được đâu. Tôi xem bọn nó rồi, không có nhà nào có đủ khả năng ăn được cả. Tôi bỏ con thợ dài cá ra nhá anh em nhá. Đấy, tôi chỉ cần một con để tôi kích hệ thôi mà. Con này tí nữa thì nó sẽ được thay bằng con rồng. Đấy. Con rồng Aegis ấy, à, tôi thay vào. Nếu mà có. Còn bây giờ thì nói chung là cứ ngồi thôi, ngồi đợi thôi.
chả phải làm gì cả đâu. Bây giờ cái tầm này đội hình này mạnh rồi. Với các anh em mà chơi cái bộ Hunter nhiều, anh em cũng sẽ hiểu cái sức mạnh của nó à, tầm này rất mạnh. Đấy, tất nhiên là bây giờ đang có một cái thằng nó đang eco và chơi Clyde đấy. Rất khỏe đấy nhá. Nếu mà nó đủ 6 Clyde nó có thể ăn tôi. 6 Clyde với Live Blade Line 2 sao thì nó có thể ăn được. Đây rồi anh em ạ. Thay con Wing ra đã. Cái con giải cá ấy thì tại sao tôi lại không có thay con giải cá ra mà tôi lại thay con Wing? Bởi vì con giải cá ấy, nó có cái skill tăng cái lượng đam nhận vào của đối thủ. Đấy, và ngoài ra nó còn chống hồi máu nữa. Tí nữa gặp bọn Clyde là sẽ cần cái con giải cá này để counter anh em ạ. Bọn Clyde có hai thằng chơi Clyde mà. Hiện tại là có hai thằng chơi Clyde và một thằng là nó đã có cái con Live Blade Line 2 sao rồi, rất là nguy hiểm. Đấy, rất là nguy hiểm đấy nhá. Phải hết sức cẩn thận. Hai thằng Clyde là bây giờ là chúng ta chưa gặp đâu. Round 17. Ok, thằng này vẫn chưa được. Ui. Fallen Witcher 2 sao. Ăn nổi không? Giết Fallen, giết Fallen là ăn được. Giết chết Fallen, hay quá. Rồi ok ok ok, vẫn ăn được anh em ơi. Hay quá nhờ. Được đấy. Tôi cứ nghĩ là cái round vừa rồi là mất chuỗi rồi đấy. Con Fallen nó vòng sau đấy, nó nhảy được vào giữa cái chỗ vị trí của con thỏ. Nhưng mà tôi rất tiếc là tôi khỏe lắm anh em. Tôi đã lấy hết đồ rồi. Ok. Rồi dần dần chúng ta sẽ chuyển sang Assassin nha anh em nhá. Chúng ta sẽ mua dần những con Assassin. Đó. Hai round cuối là gặp hai lần Clyde cơ. Thế thì cũng hơi căng đấy nhở. Hai round cuối là đều gặp Clyde cả anh em ạ. Đấy rồi. Thằng đầu tiên. Ok. Ok bạn ơi, Live Blitzline vẫn chưa lên được 2 sao à? Live Blitzline đâu? À nó dồn đồ cho con rồng anh em ạ. Dồn đồ cho rồng. Dồn đồ cho rồng. Thằng này chơi kiểu up cấp đấy mà. Up lên 9 rồi kìa. Đúng rồi. Đấy, chơi kiểu up cấp. Up cấp là kiếm rồng chơi chứ không chơi Live Blitzline. Không chơi Live Blitzline anh em ạ. Rồi. Rồi tôi roll ở 8 thôi anh em nhá. Roll ở 8 phong đội hình thôi. Ok. Từ từ đã, xem round sau gặp thằng nào. Round 19 hình như là vẫn gặp còn một thằng Clyde nữa. Chưa gặp thì phải. Đúng không? Không phải, gặp ở round 13 rồi. Còn thằng có số 9 ở cuối. Nó chơi cái gì đây? Goblin. Ờ. Goblin thì không sợ lắm. Không sợ lắm. Goblin thì chơi được. Chơi được bạn ơi. Ok. Goblin chưa đủ bộ thì ngại gì đâu. Đó. Hay lắm anh em ạ. Giữa chui đến round thứ 20 này. Rồi roll tiếp thôi. Ok. Xem nào, bây giờ nhá, tôi sẽ chuyển sang Gretto đã. Cái tầm này chắc là chuyển qua Gretto chơi đã anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cái bước chuyển nhẹ nhẹ sang Gretto, sau đó chúng ta sẽ chơi 9 Assassin anh em nhá. Ok không? Tôi nghĩ là ok đấy. Đấy, xong chúng ta roll được cái con gấu gấu lên 2 sao thì là kẹp vào bộ Hunter này cũng khỏe này. Là có kẹp thêm cả beat nữa này. 2 beat, 2 đỏ, 2 gersit, 6 Hunter. Khỏe lắm. Nhưng mà cái tầm sau round 20 thì cái bộ Hunter nó cũng đuối dần rồi. Lúc đấy thì những cái bộ Clyde nó đủ bộ, full bộ rồi. Đấy, nhất là cái thằng Eco kia khả năng là nó sẽ là lên hẳn 10 nó chơi. Có khi nào thế không nhỉ? Rất có thể là nó sẽ chơi ở 10 đấy. Ui, giả cá lông à? Nhưng mà thôi không chơi nha anh em nhá. Ván này chơi Assassin thôi. Chết rồi, cái hàng chờ tôi nó nhiều quá. Cho con nào ấy lên đi nào. Ủa. Từ đã, xem bán nó gì đi đây. Ghép đồ cái đã. Khoan, từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã. Có lẽ là tôi sẽ chuyển nhẹ sang Greater một chút.
chuyển nhẹ sang Gladiator một chút. Chơi Gladiator trước đã. Gặp thằng này có mất chuỗi không? Ui hay quá, thỏ ghim được vào đầu con Live Deadline. Được đấy. Trận này có hai người chơi chơi của Live với hai phong cách khác nhau. Đấy. Đấy, thằng Hàn Quốc thì là chơi là up cấp để kiếm con rồng. Còn thằng còn lại là chơi là roll ở level 7 kiếm Live Deadline 3 sao. À. À, hàng trời nhiều quá nhỉ. Thôi được rồi, từ từ đã. Từ từ Assassin đã anh em ạ. Từ từ Assassin đã. Như tôi đã nói vừa nãy là chắc là chúng ta sẽ chuyển nhẹ một chút sang Gladiator, xong rồi chúng ta kiếm co 3 sao, xong chúng ta chuyển quay trở lại Assassin sau anh em nhá. Từ từ đã. Ok. Không vội, không vội, không vội, không vội. Đội hình này bây giờ mà chuyển sang Assassin luôn thì là nó gãy lắm. Không không mạnh đâu. Bây giờ từ từ đã. Assassin nó không thể mạnh bằng như này được. Giờ chúng ta đang có 6 Hunter rất khỏe ở đây. 6 Hunter rất khỏe anh em ạ. Để tôi luôn 3 sao đã rồi tính. Đây rồi. Chưa được nhá. Từ từ đã. Gấu lên 2 đã này. Thêm 2 Gladiator này. Gladiator 2, con Gladiator 2 sao này. Đây rồi. Súng lên 22, con súng 2 sao này. Ok, cứ từ từ. Không vội anh em ạ. Hunter vẫn đang rất mạnh. Chúng ta qua được một thằng Clyde rồi. Còn một thằng Clyde nữa thôi. Còn một thằng Clyde nữa thôi anh em ạ. Clyde tôi nghĩ là cái thằng kia khả năng nó sẽ up sớm cấp đấy. Ui, thằng này nó lại blink vào súng phía dưới này, này. Nhưng mà ồ, bạn ơi, cung đen nó đúng vào trước mặt con cung đen nó bắn nhau. Khỏe quá nhở. Bộ này nó vừa có Aegis Seed vừa có Beat đấy anh em. Đàm to lắm. Chuối giữ ngon thật đấy. Rồi roll tiếp rồi anh em. Chúng ta sẽ kiếm con gấu. Kiếm con gấu 2 đã. Ra nhiều Skull Hunter nhỉ. Tôi roll từ nãy giờ Skull Hunter nó sắp lên được 3 sao rồi. Đây rồi, hai con Gladiator này. Chuyển luôn không? Tầm này bỏ vào đánh Gladiator luôn không? Trông có vẻ khỏe đấy. Bỏ Gladiator ra thì còn đủ slot đâu nhỉ. Cho 4 con, thay 4 con ra. Thay 4 con ra chưa được, phải thay 5 con cơ anh em ạ. Thiếu một con, từ đấy nhá. Tôi đang thiếu một con. Thiếu một con, đang ở 8 con mà. Đúng không, chúng ta có 8 con. Nhưng bây giờ nếu chúng ta bỏ cái bộ Hunter ra ấy, là chúng ta sẽ phải bỏ cả đỏ nữa. Bỏ cả đỏ, bỏ Hunter, bỏ Exorcist. Rồi, mất chuỗi rồi, thằng này nó khỏe mà. Tôi nói rồi, cái thằng này nó đẩy cấp. Nó chưa đẩy cấp anh em ạ. Rồi, mất chuỗi rồi, thôi thay luôn. Skull Hunter ra nhiều chưa này. Thay luôn anh em. Tầm này thay luôn. Đấy, chúng ta mới chỉ có 7 con thôi. Thiếu một con. Đây, 8 con. Cái round vừa rồi ấy, cái round vừa lấy tôi thiếu một con nên tôi cũng chưa chuyển sang Gladiator luôn. Đấy, nhưng mà thôi không sao. Round vừa rồi là chúng ta cũng đã gọi là giữ cái đội hình mạnh nhất ở trong game rồi. Chúng ta có thể có được ở cái thời điểm lúc đấy rồi. Chúng ta không ăn được đối thủ bởi vì đối thủ nó khỏe rồi đó. Chúng ta chưa form được cái đội hình thì thôi chịu đó. Kể cả Hunter thì cũng, đấy anh em cũng thấy là mất chuỗi. Mà tầm này chuyển sang Gladiator thì cũng được rồi. Mất chuỗi thì chuyển luôn anh em ạ. Mặc dù là cái bộ này nó vẫn yếu hơn một chút. Đây rồi, cướp điên. Ok. Lồn mãi chưa ra là cái con gấu 2 sao là sao nhỉ? Gấu khó ra thế à? Đang ở level 8 mà chả nhẽ lại khó ra như thế. Tôi kiếm thêm cái con Aquaman vào nhá anh em nhá. Aquaman tí nữa là cũng cần. Cho Aquaman vào được. Ok, sao đi vô cho vào này. Rồi. Skull Hunter. Ui giời, trời luôn đi chứ gì. Chả nhẽ lại không chơi, nó ra như này lên được 3 sao rồi đấy anh em ạ. Skull Hunter chính ra từ nãy giờ lên được 3 sao rồi đấy. Mà tôi lại bỏ qua, tôi không mua chứ. Đây, trận này có thằng chơi 9 Hunter này. Đấy, ăn nổi không?
Ui giời, con súng có đồ chết mất rồi. Súng có đồ chết rồi mà vẫn ăn được này. Ảo ma Calada. Ờ. Hay quá nhở. À đấy, tôi chưa ghép đồ, quên mất. Đang mải roll. Từ từ đã, không anh em ạ. Thôi. Skull Hunter không chơi anh em nhá. Từ từ đã, không vội. Bán con này đi. Từ từ đã, không vội anh em ạ. Không phải vội. Cứ ở đây chơi roll 3 sao đã rồi tính. À, chúng ta đưa được con súng lên 3 này. Đưa được con đưa được thêm con một con Gladiator Dominator lên được 3 sao. Đấy thì chúng ta chuyển sang Assassin chơi nha anh em nhá. Đấy. Rất khỏe đấy. Ok. Và trận này chắc chắn là con nó sẽ là con gì? Con súng. Đây nó cũng là yêu cầu của rất nhiều anh em đấy. Là muốn tôi chơi cái bộ này. Đấy, chuyển như này nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chơi anh em nhá. Chơi rất là dễ luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ luôn tiếp để kiếm con súng. Gấu lên đi nào. Trời ạ. Ui đây rồi. Đấy. Đang thiếu tăng anh em ạ. Có con gấu tăng nhò phía trên. Đang không có tăng cơ. Chính ra là bây giờ nhá, tôi đang chỉ chơi với 4 con khác nhau thôi. Đang chơi với 4 con khác nhau. Ở trên bàn cờ chúng ta chỉ có 4 con thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ tập trung cho 4 cái con này nó lên 3 sao. Cho 4 cái con này là những cái con quan trọng lên 3 sao hết đi. Đấy, chỉ chơi ở 8 thôi anh em nhá. Trận này có 9 mét này. Có lên ghép cái BKB không nhỉ? Tôi đang phân vân là không biết có lên ghép cái BKB không. Từ từ đã, 9 mét rất có thể nó sẽ bị mấy cái thằng Clive Hunter là bắn chết anh em ạ. Từ từ đã. Chưa vội, máu mình còn nhiều. Máu còn nhiều lắm anh em ơi. Cứ từ từ. Không có gì phải vội cả. Cái này Hunter tôi vẫn đấm nó như con đây này. Rồi cứ bình tĩnh. Không có gì phải vội. Ủa, Dominator lên được 3 sao này. Từ nha. Không không. Bây giờ mà đưa cái con Dominator này lên 3 sao thì chúng ta có đủ bài chúng ta cho vào không? Thiếu 3 slot. Thiếu 3 slot vẫn chưa cho vào được. Dominator thôi. Không anh em ạ, không đưa lên 3 sao vội. Nếu mà bây giờ đưa lên 3 sao thì vứt vào mấy cái con 1 sao thì yếu lắm. Chúng ta có đủ cái lượng khống chế ở trên bàn cờ mới mạnh được. Thôi cứ bình tĩnh. Rất có thể là đao 31 là chúng ta sẽ form được đội hình 9 Assassin rồi. À, không vội, không vội. Đây rồi. Gặp cái thằng 9m đây rồi. Xé coi như là mất nhiều máu đây. Ok. Càng ấy, 9m đã đẩy nó 9 máu. Nhưng mà 9m này tôi nghĩ là cũng không sống thọ đâu. Anh em ạ, 9m này còn phải qua cửa Clive nữa cơ. Clive mạnh lắm. Full slot. Cho hai con này 2 sao vào này. Ok, chúng ta sẽ có slot để chúng ta giữ lại, chúng ta mua thêm con Grand Hirat. Rồi. 31 hy vọng là có thể form được 9 Assassin súng anh em nhá. 9 Assassin súng làm co luôn. Đấy, chúng ta chơi hệ Assassin Fake thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ rất khỏe. Cái giai đoạn ở level 8 mà chúng ta full 3 sao thì nó khỏe lắm anh em ạ. Cái áo choàng ma pháp thì từ từ đợi đã anh em, chưa lấy vội. Đợi đau quái. Biết đâu ra cái áo choàng. Ở đây anh em thấy không? Đây ra cái áo choàng ma pháp này, thế là tôi được lấy được cả hai, vừa lấy được BKB vừa lấy được chén thánh. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ok. Rồi Rona, bây giờ phải form được cái đội hình là 9 Assassin nào này đây. Súng lên đi. Đây rồi. Úi dồi ôi anh em ơi. Được rồi. Từ từ nhá. Để xem nào. Từ từ. Đâu. Như nào đây.
Thiếu một con xin, thiếu một con assassin anh em ạ. Từ từ đã, xem nào. Roll. Một con assassin thôi, đây rồi, hay quá. Rồi. Ok. Đủ anh em ơi, đủ bộ rồi. Được rồi, hay quá. Ui, thằng này úp lồng trượt rồi bạn ơi. Ăn nổi thằng này không? Vẫn ăn được, ui, súng bắn khỏe thế nhở. 11.000 nam anh em ạ. Con cáo không chơi được anh em nhá, cáo nó bị trùng hệ bít. Trùng hệ bít với con gấu. Phải kiếm một cái con assassin khác. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có con ốc đây rồi anh em ơi. Thay ra. Rồi, cho con ốc vào anh em nhá. Ốc về vào. Lên 9. Đánh ở 9 anh em ạ. Ok. Lên 10 thì chúng ta sẽ tìm một con khác thay con ốc rồi cho Aquaman vào nữa. Trừ giáp nữa thì cái bộ này tuyệt vời luôn anh em. Vừa có trừ giáp vừa có crit. Rất khỏe luôn á. Ok. Vậy là cuối cùng chúng ta đã form được cái bộ 9 assassin. Rồi. Ok, úp lồng là gì thế này? Bóp dài thế nhờ. Mẹ ơi, nó úp một phát vào giữa mặt con súng luôn. Thôi xong. Ảo ma Calada. Nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Ảo lòi luôn ấy. Đẩy chết luôn kìa. Khỏe thế nhở. Tức cái tầm mà nó có 9 assassin full 3 sao này thì nó khỏe lắm anh em ơi. Ghép được cái 3 tia thì tốt nhở. Rồi lấy cái chén thành đã anh em. Ở đây tôi ghép được cái chén thành đã. Bây giờ thì con súng này nó sẽ rất trâu anh em ạ. Nó vừa có chén thánh vừa có BKB giảm tới tận coi như là 65% sát thương. Quá khỏe. Cái bộ này nhẹ nhàng lắm, chỉ cần kiếm ba con assassin vào thì cái con Greater ấy, cái con Dominator nó là cố định rồi. Chúng ta xây dựng ở trong cái bộ Greater thì cái con Dominator này chắc chắn là lên 3 sao rồi. Đấy anh em thấy đẩy một phát 9m đi luôn đi nhá. 9m cũng không làm gì luôn này. Nó rất là dễ để kiếm. Đấy còn những cái con hai con assassin còn lại thì nói chung là con nào cũng được anh em ạ. Không quan trọng lắm. Nó có thể là cái con Sky à con Sao Breaker hoặc là có thể là con rồng mập cũng rất ok, combo được. Đấy. Con ốc thì cũng được nhưng mà tôi không đánh giá ốc cao lắm bởi vì bộ này thì tôi chơi là con súng là co rồi. Nên là con ốc vào thì nó cũng hơi thừa. Thay vào đấy là những cái con mà nó không cần đồ nhưng mà nó vẫn mạnh như là con rồng mập hay là con Skybreaker này thì nó hay hơn. Đấy. Hoặc cũng có thể kể đến như là con Sailing Assassin nếu mà ra up lên 10 mà nó ra được có con Sailing Assassin 2 sao thì nó cũng là semi dam thì cũng rất ok. Con bộ này thì tại sao mà nó lại con súng nó lại mạnh bởi vì con súng ấy nó đứng ở rất xa. Và nó đứng ở rất xa nên là nó sẽ không bị úp lồng. Và cái lồng của con Dominator này thì nó úp thì thôi rồi luôn. Nó stun rất lâu luôn đấy. Nhấc được hết cái lồng mà nhấc cái lồng lên ấy thì là đối thủ chết hết. Anh em thấy không? Rất khỏe luôn. Ui anh em thấy không? Tôi bắn cái bọn Goblin như bùn luôn. Quá mềm. Tôi nghĩ là đến ra 36 thì chắc là cũng trò chơi kết thúc thôi. Quá nhanh anh em ạ. Bởi vì là cái con Dominator ấy nó úp lồng ở cái mức là 3 sao ấy thì cái lồng của nó rất to. Nó tới 5 ô cơ. Tức là nó úp gần như là toàn bộ bản đồ. Đấy mà cái con súng thì nó đứng ở trong góc. Đấy tôi là tôi để cái con súng lúc nào nó ở trong góc. Để làm gì? Để ở trong góc như thế này ấy, thì không bao giờ bị úp trúng luôn. Chả có khi nào mà con Dominator nó lại úp dàng sau như thế cả anh em ạ. Đấy con đối thủ chắc chắn là lao sau chết rồi. Tôi nghĩ là không phải lên 10 đâu. Chờ ở level 9 là đã gọi là hết bài. Hết bài rồi anh em ạ. 9 là hết bài. Không lên 10 được rồi. Tầm này lên 10 kiểu gì rồi đó. Lốt cái BKB này. Tôi lấy lốt cái BKB luôn. Thế là xong. Đấy. Coi như là thế này là không có bị khống chế nữa này. Súng là sẽ không bị Tsunami khống chế nữa. Hoặc là không bị tên thỏ bắn nữa.
là coi như là chắc chắn là ăn rồi. Đấy, tí nữa nó có kê con Tsunami để tung trưởng được thì con súng của tôi là vẫn thoải mái bắn. Trừ khi con súng của tôi là bị úp lồng rồi anh em ạ. Rồi, ăn cái kiểu gì được đây. Ui, anh em thấy không? Úp lồng toàn bộ đối thủ luôn kìa. Úp lồng khôn không? Ấy, lồng nhấc lên thì cũng là chết hết rồi. Chưa kịp coi như là hết lồng luôn. 21 máu anh em ạ. Dã man. Ui, bắn giáp thật sự luôn anh em ơi. Mạnh quá. Mạnh đấy chứ, mạnh đấy chứ anh em. Mạnh thật sự luôn đấy. Đấy, nếu mà anh em chưa biết bộ này anh em có thể thử nhá. Và anh em cũng có thể là xây dựng theo cái cách mà tôi xây dựng ở trong cái trận đấu này. Nó chuyển nó rất là luột và nó rất là ok, không mất quá nhiều màu giữa game. Đấy, và late game thì thực sự nó rất mạnh anh em nhá. Và tôi một lần nữa tôi xin được cảm ơn anh em Thọ Nguyễn đã ủng hộ tôi trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái con súng co ở trong cái bộ Gladiator luôn nha anh em nhá. Không chuyển sang Assassin nữa mà chúng ta chơi ở trong cái bộ Gladiator thì nó mạnh cỡ như nào. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải con súng làm co ở trong bộ 6 Glacier. Nó bắn như một cái cỗ máy tiểu liên luôn anh em ạ. Rất khỏe, hay lắm anh em xem đi. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.